Ok anh trai. Mày 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 hổ bố mày cái. Easy. Trần Duy Hưng vẫy gọi. Má tên tục thiệt. Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tựa game Far Cry 5. Thì các bạn có thể thấy là mình vừa gắn một cái khẩu giảm thanh vào rồi, nhìn nè. Đó, bắn êm liền, má đúng chất pha, đúng chất AR-15 luôn, phải có giảm thanh vô nhìn mấy ngầu. Mấy thằng dân mới cầm AR-15. Mấy bà này giàu thiệt. Như trong này có AK luôn đúng không? Để coi coi, như mình nhớ là mình có vũ khí đặc biệt có AK luôn thì phải. AK đâu rồi? Không có. Đây chứ, quên rồi. Mình có AK-47 mà. Đúng rồi, ngon ngon. Có cả khẩu AKMS. AK này không có 3 súng. Hết, đạn tiền nhiều vãi. Phải cày đó nha. Má cày mệt yếu luôn á. Ok, bây giờ để coi. Chạm boss lười quá. Đánh từ chạm boss ngoài chán bờ lờ ra. Đây là cái gì đây? Kho báu hả? Ok, nếu là kho báu. Nếu là kho báu thì từ đây gần hơn đúng không? Từ bây qua đây, qua chiếm kho báu luôn. Let's go. Ok. Chỗ này là cái chỗ mà tụi nó đáp máy bay các bạn. Ở tập trước thì phải. Đúng rồi. Bây giờ mình bay, mình chạy, mình gì thì phải đi bộ qua đây luôn à. Hả, không có xe luôn chứ. Thiệt luôn. Má tới đây mới có cái xe thì lại làm mẹ gì nữa. Trời ơi. Nó game thật quá, nhìn thật quá. Ờ, vậy sắp tối rồi hả? Thèm ghét nhất là tối luôn á, từ từ. Giết tí, mà tốn đạn lắm. Tính giết để lấy da. Ê, đằng kia nó có... đằng kia nó có cái gì đỏ đỏ kìa, có... Đù. Máy gì mới nổ vậy? Ồ, gì nổ ghê ạ? Ok, đằng kia nó có cái... cái chạm nhưng mình quên mẹ cái đó là cái gì rồi. Nhưng mà mình phải phá vỡ nó. Phá vỡ sẽ được tiền á. Đó hả? Là lên trên này á hả? Wow. Ý là bây giờ Ai phát hiện vậy? Cái đồ máy gì vậy? Từ từ bình tĩnh. Chết mẹ rồi, tôi thấy mẹ rồi. Hết sợ. Bắn những cái sao cho nổ. Easy. Con chó này không thấy bồ mình chết mà nôi gương hả? Đằng kia chết mẹ, đằng kia có nhắm, đằng kia có tỉa, đằng kia có bắn tỉa. Nó giúp ngay cây hả? Easy. Từ từ. Má, tụi nó tới nữa kìa. Cha này thì... Má, cứu chó đã. Má, con chó gì kìa. Trời, tội nghiệp đi chơi, trời, giết cắn bãi chó chết vậy. Ok, vậy em trai. Má, cảm ơn em trai đã cover anh. Súng phóng lửa hả? Ngầu nhờ. Khoan. Để làm nổ này đã. Ê, vậy mình làm... Từ để làm nổ bớt đã. Nổ bằng cái này chắc được rồi, một quả được rồi. Không mong đừng dính cái này. Được. Vậy chút nữa mình dùng cái xe đó. Trong này là cái gì mà nó lại... Trong này là cái gì mà tụi nó thiêu ta? Vô trong này được không? Không có cái gì vô được hả? Vậy mắc gì thiêu nhà này tội nghiệp vậy? Le tuốt lên trên đó luôn hả? Thôi mệt lười quá. Nó đủ mẹ, vậy sao leo lên? Rồi sao leo lên ta? Đu qua dây này hả?
Vậy giờ tìm cách leo lên đây. Cái sợi dây tuốt lên kia luôn. Chết mẹ rồi má. Trời sương mù rồi. Rồi sương mù rồi. Đây tới tháp rồi. Tháp này bữa mình mới dọn, tụi nó giết chết tụi nó rồi nè. Kiểu bây giờ có súng giảm thanh đấy các bạn. Nè có rắn nằm giảm thanh vô thì tha hồ giết người luôn. Giết mà đâu bị ai phát hiện đâu. Đúng không? Mình nhớ là có cái gì đu xuống không? Chết mẹ đấy, có gì đu hết. Đây có gì đu đây nè. Mình mong nha. Không biết nha. Mình kỳ vọng là nó sẽ xuống tiếp kia. Này ăn đó ăn hên thôi chứ. Hey! Má vừa là lên xuống. Mẹ cái gì đi? Đúng mất tiếng cái bấm thả dù. Khùng điên ghê. À rồi xong xỉu mẹ luôn. Không biết có trừ điểm trừ tiền gì không đây. Rồi đây giết thử con đại bàng coi. Từ từ thấy không khúc này. Đù bác sai vậy. Ờ vậy chuẩn rồi. Má đón đại dính luôn. Ở đây có đại bàng nữa nè. Ok vậy chuẩn rồi đó. Sao mà phải sợ à, đi cầu khỉ. Nhảy qua. Mén bình tĩnh. Rồi chuẩn luôn. Má đi tìm kho báu mà cực dữ vậy hả? Gì nổ dữ vậy? Này có giáp nè, này có giáp nè. Hôm nay là cái gì đây? Đù mất tiền. Được nha, 10 điểm nha, 10 điểm nha. Ủa? Giết hết rồi mà. À tụi nó spawn lại hả? Easy. Mấy con chó này easy. Có bò, có mấy con bò nè. Nó khùng lên. Ok. Thôi, làm mấy gì bộ lắc chẻ chắc vậy được rồi. Giờ qua đây, qua Trần Duy Hưng. Let's go, làm nhiệm vụ chính đã. Ta đã dành cả đời để tìm kiếm nhiều thứ. Có thể nói yes với ta. Đúng vậy. Các bạn đi học cũng chỉ mới tìm một câu yes của thầy cô. Yes, em làm đúng rồi. Yes, còn mẹ mày. Ok. Mày thế lại có cái xe nè. Từ từ qua đây đã, qua đây đã. Không có xe, giờ phải lấy cái xe bự cho bái này hả? Má xe dơ vãi. Ok, let's go. Thì các bạn cũng thấy rồi đó, má dân. Game này mô phỏng y chang như thật luôn. Ngoài đời Mỹ sao y chang thật luôn. Mình thì chưa qua Mỹ bao giờ, nhưng mà mình phải đọc qua sách báo rồi đó. Má dân cầm súng ngoài đường vậy. Bạn hỏi xem. Chết mẹ. Easy, má còn bên này nữa hả? Mượt liền. Má chó chết mẹ rồi. Vậy thôi đi chứ giờ sao giờ? Giờ chạy lại đó cứu nó hết mẹ thời gian. Ok, let's go. Kiểu bây giờ bạn thế lực nào đó lại phong tỏa một bang của Mỹ cũng hơi mệt. Dân nó có súng mà. Ủa đây. Ném lùi đạn được không? Ngon, đứng từ trên này ném lùi đạn xuống luôn. Mượt liền. Easy. Để coi đi thẳng được không ta, đi thẳng luôn được không? Ồ, xình lầy hả? Cũng được. Game này đồng bằng nhiều. Thì ui. Má xem tí thì ăn cứt. Xem tí thì làm nàng ti cá mẹ luôn. Wow. Đẹp nhờ. Cảnh đẹp nhờ.
Nhưng mà mình muốn hành buổi sáng được không ta? Làm cách nào hành buổi sáng ta? Không biết có ngủ giống như trong Far Cry trong Far Cry 4 không? Trời tối mẹ rồi nè. Ném lựu đạn cho nổ này hả? Đồ tiếp luôn. Má từ từ nha, sao bị phát hiện vậy? Khu này bị chiếm hả? Khu này đang bị chiếm mẹ rồi, trời. Từ từ, khu này bị chiếm rồi các bạn, khu này đang bị chiếm rồi. Má và lờ thiệt. Tưởng nhiệm vụ bình thường lại nhận nhiệm vụ thôi chứ. Từ cứu này đã. À, thằng này thằng cảnh sát trưởng đúng không? Ủa không phải là đeo kính. Thằng kia cảnh sát trưởng không đeo kính. Hết sợ. Hết mẹ đông vậy. Rồi rồi, máy game bắt đầu khó rồi, game bắt đầu khó rồi. Có bắn tỉa, có bắn tỉa, có bắn tỉa, có bắn tỉa. Rồi mẹ, xỉu mẹ luôn. Khoan từ từ nha, nãy hơi rối, nãy giờ vô tự nhiên bắn cái gì đụng cái không hiểu gì hết trơn, hơi rối. Từ từ nha. Bình tĩnh. Ok. Ok. Không được. Mượt lên. Chưa bị phát hiện. Rồi, bị phát hiện con mẹ luôn. Trời má. Nếu hiểu. Mấy game hành động gì đâu mà đấm chứ, không có dao hả? Chết mẹ rồi. Game bắt đầu khó hơn rồi. Chết má có luôn. Mày hả mày? Đây, có ba Yoka đây. Tới đây. Trời ơi, trượt. Fail quá. Thôi, dẹp đi. Về trước mắt càng hết này đã. Chết mẹ rồi, hết đạn rồi. Má tụi nó bắn hả? Giờ không có hồi máu, sao ta? Phải đợi tụi nó hồi máu từ từ hả? Má cơ chế này ngu quá. Khoan, phải bắn được cái thằng này đã. Phải bắn được cái máy bay này mới an toàn được các bạn. Chết mẹ, đằng kia có... Đằng kia có... Ok. Nó kêu kiếm machine gun bắn hả? Mà machine gun đâu bắn? Nó tụi nó vô tới đây rồi. Chết mẹ, tụi nó vô tới đây rồi. Giết thằng cứt này đã. Thằng này hơi phiền nha. Machine gun đâu bắn? À, lại đây bốn mấy mét nè. Mẹ, đừng có ném bom nha ba. À, tụi nó không ném bom được hả? Không phải. Lụm tiền, trời khùng điên ghê. Ui. Ở đây trên này hả? Có chỗ leo không? À, đây. Thì con mẹ mày tới rồi, tới nái với tao. Có số mấy trên này, con tới nái với tao. Ok anh trai. Mày hổ bố mày cái. Easy. Trần Duy Hưng vẫy gọi. Má tên tục thiệt. Thank you.
Ok, chính thức giải phóng Trần Duy Hưng rồi đó. Rồi, tới giờ Khải Huyền gì đây nữa nè. Tới giờ chơi đồ Khải Huyền gì đây nữa nè. Các con chú dặn dò kế hoạch giải cứu. Con đặt hại các con kế hoạch ban tặng cho các con niềm hy vọng và tương lai. Đủ. Ông này là cha hả? Mấy cha mặc giáp ngầu ha. Trần Duy Hưng. Ý là mỗi lần mà lên mình làm nhiệm vụ sẽ tăng điểm lên, mà cứ tới một chấm là tụi nó sẽ chặn đường mình hả? Ảo ma vậy. Cái này là gì đây? Chỗ câu cá hồ giao dịch có 1.500 à? Có 1.500 nghèo quá, không biết bán thì mình còn được giữ không ta? Không biết là nếu mà bán thì mình còn được ấy không á, kiểu giữ cũng đẹp, USA cũng đẹp. Có khẩu súng nào free mà ngon ngon không? Để xem có khẩu nào mà free mà ngon ngon á. Đây phải bấm vô đây đúng không? Bấm đây xem khẩu nào free ngon. M16 hả? M16 thì khùng điên quá. M16 mà cũng có giấm thanh nữa hả? Ảo vậy. Nói thì chưa bao giờ biết mà M16 giấm thanh là gì luôn á. Ok. Rồi mua xong hết mẹ tiền, mua xong nghèo mẹ luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi tập game này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe, cũng như hãy comment bên dưới những điều các bạn muốn mình cải thiện các video lần sau. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.